Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn cùng đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020. Về cái vận trình của bạn tuổi Tý trong cái tuần mới này, tài lộc của bạn về cơ bản được thuận lợi và bạn tuổi Tý tiền bạc của bạn trong cái tuần mới này không thiếu. Nhưng để chờ đến lúc tài lộc được dồi dào thì ở cái giai đoạn cuối tuần bạn tuổi Tý nhá. Bạn tuổi Tý, bạn có từ cái nhiều nguồn thu nhập khác nhau, dù cho bản mệnh làm nghề gì đi chăng nữa thì bạn hãy cứ yên tâm là có tài lộc, bạn chỉ cần chăm chỉ là được bạn tuổi Tý nhá. Trong tuần mới này đối với bạn tuổi Tý á, cái con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Tý được tiến triển khá chi là thuận lợi và bạn tuổi Tý bạn sẽ vượt qua được những cái thử thách đang đặt ra. Bên cạnh đó, bản mệnh tuổi Tý cũng giải quyết được những cái vấn đề còn tồn đọng trước đó, nhờ thế mà bạn tuổi Tý được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều cái trọng trách quan trọng nữa đó nhá. Tuy nhiên, trong cái tuần mới này đối với bản mệnh tuổi Tý, bản mệnh lại đang phải đối mặt với hung vận khá chi là lớn. Cái mối quan hệ về tình cảm của bạn tuổi Tý phải trải qua nhiều biến động thăng trầm. Dù cho bạn mệnh đã cố gắng để hàn gắn những cái rạn nứt trước đó, nhưng sẽ rất chi là khó khăn với bạn. Hung tinh chiếu mệnh cảnh báo cho bạn tuổi Tý đang có điềm báo về tai họa bất ngờ có thể xảy ra với bạn và bạn tuổi Tý. Bạn mệnh đang để cho cảm xúc dẫn dắt mình mà quên hết đi cả lý trí, sẽ đưa ra những cái nhận định sai lầm khiến cho mình phải hối hận về sau này. Bạn tuổi Tý, bạn cần hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi muốn làm bất cứ cái việc gì trong tuần bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là cái con đường công danh của bạn tuổi Sửu đang có được cái dấu hiệu khởi phát nhé. Bạn tuổi Sửu, bạn có được nhiều cái cơ hội để vượt qua thử thách mà cấp trên đưa ra với bạn. Và bạn tuổi Sửu, bạn có những chuyện tưởng chừng như khó khăn, nhưng khi bắt tay lại vào làm việc thì lại trở nên đơn giản và có được kết quả tốt đẹp với bạn. Trong cái tuần mới này đối với bản mệnh tuổi Sửu cũng có thể kiếm được khá chi là nhiều tiền trong tuần này từ cả hai cái nguồn thu nhập chính và phụ. Và dù cho bạn tuổi Sửu là người làm công ăn lương hay là người làm kinh doanh buôn bán đều có được nguồn thu nhập khá chi là tốt, không lo túng thiếu bạn tuổi Sửu nhé. Tuy nhiên, trong cái tuần mới này đối với bạn mệnh tuổi Sửu, bạn đang có những cái mối nguy về hao tốn về tiền của. Chính vì thế mà bạn mệnh tuổi Sửu cần phải đề phòng. Bạn tuổi Sửu, bạn cũng cần phải nên nhớ rằng chớ có nên vội tin vào lời mời của kẻ tiểu nhân, nếu không chính mình sẽ là người nhận cái thiệt thòi về mình đó bạn nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này, bạn tuổi Sửu đang có nhiều cái lựa chọn nhưng vẫn chưa thể xác định được ai là người thực sự khiến cho trái tim mình rung động. Với bạn tuổi Sửu đang có nhiều cái vấn đề phát sinh nhưng đều có cách để giải quyết hóa giải cho bạn. Và bạn tuổi Sửu hãy để cho bản thân mình thêm thời gian để suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo hơn bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi của bạn tuổi Dần tuần mới từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020. Với bạn tuổi Sửu trong cái tuần mới này đang có nhiều bất ngờ chờ đợi bạn ở phía trước nhé. Tuần mới này với bạn tuổi Dần sẽ có báo hiệu có nhiều cái bất ngờ đang chờ đón bạn. Tài lộc trong tuần này khá chi là dồi dào.
từ đầu tuần bạn tuổi Dần á cũng tìm được nhiều cái cơ may về kiếm tiền làm giàu cho mình, mọi chuyện đều rất chi là thuận lợi với bạn rồi đó. Trong công việc của bạn tuổi Dần tuần mới này, bạn thể hiện được cái quan điểm của mình nhưng chớ nên quá gay gắt. Bạn mệnh có thể gặp rắc rối khi cứ khăng khăng làm mọi chuyện theo ý của mình mà không quan tâm tới những người xung quanh. Bạn cần phải có cái sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng bạn tuổi Dần nhé. Ngoài ra, trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Dần, bạn cần phải lưu ý khi bạn đang chịu tác động của tiểu hao chiếu mệnh. Cái điều này làm cho tiền tài của bạn đang có cái sự sa sút, có vẻ như bạn mệnh sẽ có cái sự hao hụt về tiền bạc ở những cái chỗ không cần thiết đó. Xong, bạn tuổi Dần, bạn đang có điểm báo mất mát quá nhiều đến mức rơi vào cái tình cảnh nợ nần. Cái điều này, bạn tuổi Dần, bạn muốn giữ được tiền của thì nên lên kế hoạch chi tiết và suy nghĩ cho thấu đáo, nhìn nhận cho cặn kẽ bạn tuổi Dần nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong cái tuần mới này, tình cảm của bạn lại khá chi là yên bình, không có nhiều biến động. Nhưng bạn mệnh biết cách để làm cho một nửa của mình cảm thấy tin tưởng rồi đó. Lòng yêu thương dù đôi bên xa cách nhau, bạn tuổi Dần cũng nên thể hiện tình cảm của mình với đối phương nhiều hơn chút nữa bạn tuổi Dần nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang có điềm báo gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cái sự bình ổn trong vận trình tình duyên của mình bạn tuổi Mão nhé. Và bạn tuổi Mão, bạn mệnh cần phải bình tĩnh, chớ nên bốc đồng hấp tấp mà đưa ra những cái quyết định sai lầm ảnh hưởng đến cái quãng đường về sau này với bạn. Cái điểm sáng trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Mão là cái con đường công danh sự nghiệp của bạn đang có được cái dấu hiệu thăng tiến rõ ràng. Bạn tuổi Mão, bạn có thể sẽ sớm muốn tăng tốc ngay nhưng thường phải đợi đến giữa tuần thì cái vận khí của bạn mới lên dần, thành công nối tiếp nhau đến không ngừng với bạn. Về cái phương diện tài lộc của bạn mệnh tuổi Mão trong cái tuần mới này lại đang có điểm báo tương đối là bất ổn. Đầu tuần là cái thời điểm tốt để cho bạn tuổi Mão kiếm tùy tiền và nếu có ý định ký kết hợp đồng mở rộng quy mô kinh doanh thì bạn tuổi Mão nên lựa chọn cái thời điểm đầu tuần. Sau đó về cuối tuần những cái cơ may về tài lộc có thể tan biến chẳng hay lúc nào không biết đó bạn tuổi Mão nhá. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong cái tuần mới này, bạn đang được cát tinh trợ mệnh nên đối với những bạn còn độc thân có thể sẽ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình, duyên trời đã xe, nhưng có nên đôi lứa hay là không, còn phải xem cái lựa chọn và tình cảm dành cho đối phương của chính bản thân của bạn tuổi Mão nữa nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thìn từ ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020. Tuần mới này đối với bạn tuổi Thìn ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi Thìn đang diễn ra khá chi là thuận lợi, tốt đẹp. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi Thìn vẫn bị ảnh hưởng bởi những cái lời đồn đại không hay và bạn tuổi Thìn, bạn càng cố gắng càng giành được nhiều thành công thì càng có cái nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại nếu không đề phòng cẩn thận đối bạn tuổi Thìn nhé. Đầu tuần đối với bản mệnh tuổi Thìn, bản mệnh không cẩn thận sẽ rất dễ bị tiểu nhân lừa gạt và bản tuổi Thìn nhắc nhở bạn chớ nên khoe khoang cái vấn đề về tiền bạc trong tay mình đang có đoạn. Cuối tuần này, bạn tuổi Thìn sẽ có cơ hội gỡ gạc lại những gì mình đã mất và bạn đừng bỏ lỡ cái cơ hội hiếm có ngàn vàng này bạn tuổi Thìn nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong cái tuần mới này,
lại đang có cái điềm báo nhân duyên của bạn không được tốt đẹp. Có lẽ hung vận lớn phần nào ảnh hưởng đến cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Thìn, khó mà tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Và bạn tuổi Thìn, bản mệnh cảm thấy buồn phiền khi xung quanh ai cũng có đôi có cặp với bạn tuổi Thìn nhé. Tuy nhiên, cái vận trình đối với bạn tuổi Thìn, với những bạn mệnh nữ thì vẫn sẽ gặp được nhiều may mắn hơn trong cái vận trình tình cảm so với những bạn nam. Và bạn tuổi Thìn, bạn cần phải đưa tay ra nắm bắt, nắm giữ lấy cái hạnh phúc lứa đôi, đừng có kiếm cá chọn canh mãi nữa, nếu không vẫn cứ cô đơn lịa bóng đi về một mình đó bạn tuổi Thìn nhá. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ, cái vận trình của bạn đang có hung cát đan xen, và bạn tuổi Tỵ, bạn nên thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình vì yêu cầu công việc mà bạn tuổi Tỵ sẽ phải di chuyển nhiều, dễ mệt mỏi, cơ thể khỏe mạnh, dồi dào năng lượng thì mới có thể làm tốt được mọi công việc bạn tuổi Tỵ nhé. Cái tuần mới này đối với bản mệnh tuổi Tỵ, bản mệnh động lực để tiến bước cũng như là được dẫn đường chỉ lối để tìm thấy được đường đi, phát triển được những cái tiềm năng của mình, tạo ra cái không gian lớn hơn cho bản mệnh, thể hiện được cái khả năng sáng tạo của mình trong công việc nữa rồi. Và cái điểm sáng nhất trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ là cái con đường tài lộc của bạn đang có được cái khởi sắc không ngừng. Có điều bạn tuổi Tỵ, bạn phải chờ đợi một chút, tài lộc của bạn vượng từ giữa tuần trở đi. Cái điều này chắc chắn làm cho bản mệnh không phải thất vọng. Công sức của bạn bỏ ra bấy lâu nay được đền đáp xứng đáng với bạn nhé. Bên cạnh đó, bạn tuổi Tỵ trong cái tuần mới này có thể sẽ bất ngờ bởi những cái niềm hạnh phúc mà đối phương mang lại cho bạn trong cái tuần mới này. Tình yêu không thể đoán trước được. Nhiều người nói bản mệnh chọn sai, nhưng với bạn tuổi Tỵ, tin vào cái quyết định của mình là đúng đắn, cho nên bạn cảm thấy rất chi là hạnh phúc với cái tình cảm hiện tại của mình nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Ngọ từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta biết là con đường công danh của bạn tuổi Ngọ lại đang có cái điềm báo không có nhiều biến động. Nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá chi là tốt với bạn. Bản mệnh tuổi Ngọ đã biết cách thể hiện được cái năng lực của mình, tuy đôi lúc quằn sao nhãng nhưng gây được nhiều ấn tượng tốt với lãnh đạo nữa rồi. Về cái phương diện tài lộc của bạn tuổi Ngọ trong cái tuần mới này lại đang có cái xu hướng giảm sút đáng kể, và bạn tuổi Ngọ bạn cần phải xem lại cái cách chi tiêu của mình. Đầu tuần tiền về tay không ít, nhưng chẳng được bao lâu đã rơi vào cái cảnh cháy túi với bạn. Và bản mệnh tuổi Ngọ nên hạn chế mua sắm những cái thứ không thực sự cần thiết chỉ vì hứng thú nhất thời với mình bạn tuổi Ngọ nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong cái tuần mới này cũng chẳng mấy được êm đẹp bạn tuổi Ngọ. Bạn nên cân nhắc lại trước khi có cái ý định đưa ra bất cứ cái quyết định nào. Và bạn tuổi Ngọ đừng vì cô đơn mà vội vàng chọn bừa một ai đó, khiến cho chính bản thân mình cũng như là đối phương cùng chịu cảnh tổn thương đó bạn nhé. Ngoài ra, trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ, hung tinh chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi Ngọ đi lại ngoài đường nên cẩn trọng, chớ có phóng nhanh vượt ẩu mà lại va chạm với người khác. Bên cạnh đó, bạn tuổi Ngọ khi làm việc cũng phải cần tập trung, nhất là đối với những bạn làm việc chân tay đang có điềm báo họa huyết quang, rất dễ phạm phải tai nạn bất ngờ với bạn lắm luôn. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mùi từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi
chua, chúng ta thấy là công việc của bạn không được suôn sẻ và thuận lợi cho lắm, và bạn tuổi Mùi dường như bạn đang chìm đắm đậu đâu nên chẳng thể nào tập trung vào công việc. Bạn tuổi Mùi cần phải nhanh chóng tỉnh táo lại nhé. Cái vận trình tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi, cơ hội để thăng tiến đã đến rất gần. Bạn có tín hiệu tốt cho thấy cấp trên đã chú ý đến bạn rồi. Nhưng nếu như bạn tuổi Mùi cứ để cái tình trạng này tiếp tục diễn ra với bạn, có lẽ chẳng sớm thì muộn cũng phải trả giá cho mình nữa. Và lời khuyên dành cho bạn tuổi Mùi, bạn mệnh lúc này là cần thiết phải nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, làm việc cho nghiêm túc để có được cái kết quả tốt, gây ấn tượng tốt với lãnh đạo bạn tuổi Mùi nhé. Về cái vận trình tài lộc của bạn tuổi Mùi trong cái tuần mới này cũng đang có cái điểm báo có cái sự sa sút, và bạn tuổi Mùi bạn sẽ không gặp nhiều may mắn trong cái chuyện tiền bạc với mình đâu. Tiền vào túi khó có thể giữ được hoàn toàn hết chuyện này tới cái chuyện khác xảy ra với bạn, mà bạn mệnh phải chi tiền ra mới giải quyết ổn thỏa được đó bạn nhé. Bù lại về cái phương diện tình duyên của bạn tuổi Mùi trong cái tuần mới này, tình cảm của bạn trong cái khoảng thời gian này lại khá chi là rực rỡ, đặc biệt là đối với những bạn còn độc thân sẽ có được nhiều cái cơ hội đón nhận tình cảm từ những đối tượng khác phái, đào hoa nở rộ, sức hút cá nhân của bạn mệnh cũng trở nên đặc biệt và hấp dẫn lắm đó nhá. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thân từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình tuần mới này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang có được cát tinh trợ mệnh, cho nên công việc của bạn tuổi Thân đang tiến triển khá chi là tốt đẹp. Bạn tuổi Thân trong cái tuần này đang được vận quý nhân giúp đỡ nên nhìn rõ được cái bước tiến trên cái con đường cần phải đi, không còn chần chừ hay là do dự để mất cái cơ hội trước mắt với mình nữa đó. Và với bạn tuổi Thân trong cái tuần mới này, bạn mệnh biết được cái năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, không ngại gian khổ khó khăn có thể gặp phải với bạn. Và bạn tuổi Thân, bạn kiên trì và bền bỉ theo đuổi cái mục tiêu chứ chẳng bỏ cuộc, thành công sẽ sớm đến với bạn tuổi Thân mà thôi nhá. Cái con đường tài lộc của bạn tuổi Thân trong cái tuần mới này lại đang có cái điểm báo không được vượng cho lắm. Đầu tuần với bạn tuổi Thân rất dễ mất mát về tiền của do những cái chuyện chẳng đáng. Thế nhưng bạn mệnh cũng đừng có quá lo lắng, bởi tới cuối tuần sẽ có người giới thiệu cho bạn cái công việc làm thêm, giúp cho bạn gia tăng cái nguồn thu nhập cho mình trong ngày mai thôi bạn nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thân trong cái tuần mới này, do hung vận đeo bám cho nên cái mối quan hệ tình cảm giữa bạn mệnh và đối phương xuất hiện nhiều cái vết rạn nứt, và bạn tuổi Thân không thực sự tin tưởng khi mà đối phương chẳng hề biểu lộ cái sự mong muốn dựa mình ở bên thêm nữa nhá. Tình yêu cần phải vun đắp từ hai phía mới có thể bền chặt hạnh phúc được. Cái điều đó bạn tuổi Thân cần phải chăm chút thêm cái tình cảm gia đình, tình yêu lứa đôi bạn tuổi Thân nhá. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang có được báo hiệu kiếm tiền không ít với mình trong cái tuần mới này, nhưng chi tiêu cũng chẳng phải là vừa với bạn. Bạn tuổi Dậu, bạn cần phải tìm cách để hạn chế cái sự hao tài. Nếu không, tiền kiếm nhiều cũng không còn gì với bạn đâu đó nhé. Cái con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Dậu trong cái tuần mới này cũng khá hơn. Bạn mệnh có thể gặp phải những cái trở ngại chính của mình tạo ra trong cái thời điểm đầu tuần. Song với bạn tuổi Dậu thiếu đi cái động lực làm việc, bạn phải chờ tới cuối tuần thì mới có thể khôi phục lại được cái phong độ của mình đó.
May mắn là cái tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang có được cát tinh trợ mệnh, dẫn đường chỉ lối cho bản mệnh, hiểu được trách nhiệm của mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Từ đó giúp cho bạn tuổi Dậu nhìn thấy được tương lai của mình sẽ ra sao nếu như không biết cố gắng, nỗ lực và chăm chỉ hơn mọi ngày đó bạn tuổi Dậu nhé. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong cái tuần mới này cũng đang có cái điểm báo không được thuận lợi cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bản mệnh với đối phương đang phải trải qua nhiều thử thách. Bạn tuổi Dậu nên chớ nhớ rằng tình yêu không dễ gì có được, xây mới khó chứ phá thì dễ lắm. Và bạn tuổi Dậu để cho mình sống thiếu trách nhiệm là mang tội với chính bản thân mình. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn, bạn tuổi Tuất đừng có vội vàng trong bất cứ cái việc gì. Có những thứ bạn mệnh tin tự 10-10 nhưng đến khi kết quả lại bất ngờ xảy ra làm cho bạn trở tay không kịp. Đầu tuần với bạn tuổi Tuất, bạn có thể gặp nhiều thách thức, nhưng nếu suy nghĩ theo cái chiều hướng tích cực, đây có thể là cái khởi đầu mới cho bạn mệnh đó nhé. Tuy nhiên, bạn tuổi Tuất có thể thành công hoặc là thất bại, bạn vẫn cần có cái sự can đảm và chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những cái thử thách mình đang phải tiếp nhận. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong cái tuần mới này cũng có chút trầm lắng vì bạn tuổi Tuất không dành đủ thời gian cho nửa kia của mình. Nếu nội tại hai người đang có cái hiểu nhầm gì đi chăng nữa thì bạn tuổi Tuất nên chủ động thẳng thắn trò chuyện để tháo gỡ bạn tuổi Tuất nhé. Bạn tuổi Tuất, bản mệnh không có gì đáng lo ngại dù đôi lúc xảy ra một số cái rắc rối không đáng có với bạn và bạn không kiểm soát tốt thì cuối tuần là cái thời điểm có nguy hiểm nhất với bạn, rất dễ khiến cho bạn bị tổn thương. Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Tuất đó, sẽ có những người khiến cho bạn tuổi Tuất cảm thấy bất ngờ vì bản thân đã từng tin tưởng họ nhưng vẫn bị đâm sau lưng lúc nào không hay đối bạn tuổi Tuất nhé. Bạn cần phải rút ra kinh nghiệm để không dễ dàng chia sẻ cái thông tin quan trọng cho bất cứ ai đoạn. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong cái tuần mới này, bạn đang có cái điểm báo phải đối mặt với nhiều rắc rối trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình. Hung tinh chủ về tiểu nhân xuất hiện đang nhằm nhia bảy mưu quấy phá bản mệnh và bạn tuổi Hợi lại thêm họa thị phi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi không làm nhưng dễ phải chịu oan lắm đó bạn tuổi Hợi nhá. Bạn tuổi Hợi, bản mệnh mong muốn làm việc đạt được cái hiệu quả cao nhất nhưng lại gặp phải vô số cái sự cản trở với bạn. Vì vậy, bạn tuổi Hợi, bạn cần phải xốc lại tinh thần làm việc ngay đi. Mọi cái khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua với bạn nếu không ngừng cố gắng bạn tuổi Hợi nhé. Về cái phương diện tài lộc của bạn tuổi Hợi trong cái tuần mới này, bạn lại khá may mắn khi mà liên tiếp có người giới thiệu cho bạn cái việc này, việc kia để tăng thu nhập cho mình. Cả cái nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng với bạn. Nhưng bạn tuổi Hợi, bạn cần phải thận trọng vào cuối tuần đề phòng của kẻ tiểu nhân, nội tính xấu, gây hại cho bạn. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi trong cái tuần mới này, tình cảm của bạn đang có được báo hiệu tiến triển khá chi là tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì to tát bởi đôi bên biết lắng nghe và nhường nhịn nhau. Tuy nhiên, nếu để nói là tình cảm gắn bó mặn nồng thì cũng chưa tới đâu, bạn cần phải vun đắp thêm nữa bạn tuổi Hợi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.